xin chào tất cả các bạn nha. Chào buổi sáng nha. Chào các bạn nha. Các bạn ơi, thì tối đêm hôm anh em mình ngủ đây nói chung cũng rất là tuyệt vời nha. Thì giống như giấc trưa anh em mình làm trội mà là không có đốt lửa, không có khói á, cái là mũi. Rồi giấc tối hôm anh em mình nấu cơm á có khói cái mũi nó dạt để chơi bạn, như hôm nó cũng không có bao nhiêu mũi nha. Chứ anh em mình có nhăn mũi nó cũng im lắm. Nó dạt hết trơn à. Xương xương. Thôi bây giờ anh em mình thức dậy để cùng chinh chiến ngày thứ hai nha bạn. Thì chắc là anh em thức dậy để làm bữa cơm sáng, chứ đi hái thêm cái gì nữa. Giờ anh em mình phụ quả thêm với mấy con cá chiên nha bạn. Thôi mời tất cả các bạn cùng thức dậy để chinh chiến với anh em mình ngày thứ hai nha. Các bạn ơi, thì anh em mình đi hái một mớ bông lục bình. Bởi vì anh em mình sẽ xào tỏi ăn cơm sáng nha bạn. Chứ không phải là ông đi kiếm mặt ông hay gì. Đúng. Đi đi khám phá giới chứ ông chết được chơi không. Thành Phật tổ rồi. Số tay có nhiêu đây chứ. Di Đà Phật. Không tiếp liền thì xem không. Đấu bóng. Xem bóng luôn rồi. Kiếm bóng mặt luôn. Này, cái này. Bóng luôn đó. Đâu lỗ luôn hả? À. Nghe lỗ nữa. Bóng luôn rồi. Thì ông chích nha bạn. Ông chích mới có mũi rồi, tại vì thường là ông chích một hai tháng ông chích được mũi tốt. Giải độc. Đúng rồi. Biết không? Giải cảm rồi. Mấy thằng làm ác nó mới bị chích chứ mấy thằng bình thường là ai bị chích đâu. Mấy bạn ai chích đâu. Nhớ không? Tôi bị giờ mà chảy giảm mặt. Nó thường không? Ở đây các bạn thấy ông bông lục bình quá sái rồi bạn. Giờ anh em mình hái một mớ thì anh em mình sẽ xào tỏi để ăn cơm sáng. Vô. Quá trời bông bình luôn. Ôi, dùng có cá rồi. Có cá càng không? Có cá càng chưa? Hoa lục bình. Quay được đâu cả? Con cá nhỏ. Lục bình. Hồi chưa? Lục bình trôi đến nơi phương trời. Đừng ăn cây lục bình nó nhiều lên. Đừng cho cả nấp đi quá. Rồi đợi em. Tình quay dây đến chưa? Mong người em thương mãi không ăn ngon dữ vậy. Ủa, bên này mình xào với ông á, mới ngon. Rồi lo đây coi chừng rắn nó cắn nha. Xào với ba cái kim mà ông chích á. Có khi nào thằng bị ông chích hồi bị rắn nó lụm luôn không? Lo đây là cắn á. Xem. Có kiếm hoa lục bình nè. Lục bình đốt gỏi hả? Sao sao tỏi? Đốt gỏi. Tỏi mỡ đó. Ngon luôn. Ủa cái tép mỡ đó mà. Đúng đúng. Đúng đúng. Tép mỡ liền tép mỡ sao ngon tép ông. Ngon tép mỡ. Nam. Okay. Bao nhiêu lâu nay tôi có một điều muốn nói với ông. Rồi anh đến với anh bằng một chiều phượng hồng thắm. Đây là cái tấm lòng của tôi. Rồi bông không nhận mỡ. Chứ sao khi ăn. Bông không bèo bèo cái bông kim cương luôn. Anh em mình hái được một mớ bông lục bình nha bạn. Bây giờ anh em mình quay trở về cái chòi sinh tồn của anh em mình để xào và chiên cá. Mời tất cả các bạn cùng dùng cơm sáng với anh em mình nha. Đây anh em mình cũng về tới chòi nha bạn. Thì cơm anh em mình bắt lên rồi nè. Chín rồi đó. Cua đen đang đặt lục bình thì mình thì chiên cá. Còn cua lùng với ông chích thì nó bị to nha bạn. To mặt mày nó lộn chạy thẹt. Làm như chín ngủ vậy. Ủa? Ủa? Cái này người ta kháng cơ thể nó mạo đúng rồi. Kháng rồi. Kháng chục lần nữa đem chôn luôn độ không? Mỗi lần lùng với ông chích là mỗi lần mà mình mấy nó bị đổ quét nó sần lên nha bạn. Nó mà nấu ban vậy. Này nó ban khỉ vậy. Ta kháng độc đó. Đây bây giờ mình sẽ chiên cá nha. Tại vì sao? Vì Tết là được ông bà thương. Đúng đúng đúng, đúng. Vậy là mày tối còn giữ người ta nữa thì đi. Ăn leo rồi mũi. Vì tối mới được ông bà thương, ông bà chích. Dạ. Ủa, sáng anh em mình chỉ ăn bao nhiêu cá thôi nha bạn. Với bông lục bình xào tỏi nha. Vì chiều thì anh em mình đi săn bắt kiếm bữa ăn chiều nha bạn. Như đây cũng nhiều cá mà. Ừ. Ôi, cái chốt cũng... Trời ơi, bộn luôn á chứ. Chốt cũng tà bá bữa luôn mà. Đâu năm thằng? Bốn thằng à, dữ luôn. Pin nó bị đây hả? Có bốn thằng à, thằng ông chết đâu có ăn. Thầy ông chết mà ăn cá chi đâu có được. Đâu đâu. Uy tín không? Bởi vậy. Ông chết mới nhịn. Ồ. Ồ thơm nha, đắt nhát. Cũng nhanh hấp dẫn nữa. Đắt nhát và mây. Lâu lâu thì ông chết rồi vẫn tạo điều kiện cho mình chất lượng khá cao hơn. Đâu, 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 đâu. Có gì tôi nhìn tao bị chết. Tới là lần nào Nguyên xong tới thứ ba mới tới con lùn mới lùn à, đã tôi nói ông là người tốt mới được ông bà thương ông bà đúng chết rồi, đúng. Không phải nhìn cái mặt nó á đầu bà quýnh quế tèo quá vậy.
Bởi vì tới ông chị rồi. Đó, mày giống thằng giả bộ vậy? Dạ? Ông giả bộ thử cái trùng mũi nó đi. Tại mày giống thằng giả bộ lắm đấy. Chắc luôn á. Thôi bây giờ các bạn chờ anh em mình chiên cá với xào bông lục bịch. Rồi anh em mình sẽ mời tất cả các bạn quận cơm sáng với anh em mình nha. Đây cá chiên chín nha bạn. Giờ anh em mình sẽ đem xuống nha. Bên đây mình sẽ xào bông lục bịch luôn nha bạn. Đây. Ô. Cá chiên có cái chuyện này. Gấp cái này cái. Thôi. Giòn quá nó không ngon. Thơm. Thương thôi. Ngon ảnh ngon ảnh. Chè khe không bắt nha. Ủa có cái con cá chạch này có ăn không mà Dục à? Ờ Dục đi. Ba này ăn uống gì thôi. Ờ cá chạch nhường cho thằng bị khác nào ăn ăn mày. Ờ. Ừ, nó bỏ dãnh như quặng luôn kìa. Sắp chết rồi. Cái quặng. Trời ơi đang giải độc đúng không ấy? Ôi ơi, tôi chỉ ông nè. Ông nhớ lúc tôi bị không? Ừ, tôi nhé rồi. Luôn. Bây giờ đè ông lùng ra cái mình đổ dầu này vô là hết liền luôn. Ghê hả? Biết. Cái môi mày sao dày dữ luôn? Hả? Đang luyện thiết đồng môi. Môi dãnh còn môi dày nữa. Đâu đưa cái gỗ lục bình. Đúng bình lục. Đây. Rồi. Đây bây giờ bên đây mình sẽ xào bông lục bình luôn nha bạn. Đỏ tỏi vàng nè. Lục bình trôi. Bị ông chích hai cái. Đến nơi phương nào. Còn cá nổi bây giờ vậy? Còn ngon. Chưa bị gì. Buồn luôn. Đó, bông lục bình xào tỏi nha bạn. Má húi luôn cho ăn húi vậy. Ngon lắm. Anh em ăn món quýt quýt luôn trời. Muốn dữ dữ mà. Màu tím không mơ. Màu tím buồn. Chỗ này chắc rồi. Hết xào được ông ơi. Xuống xẹp lại nha, trở qua trở lại cái nó xẹp xuống này. Lấy cái đũa vậy xào ông nội. Lấy cái đũa. Nhiều ghé mỏ đó. Ừ, bởi vì chậm miếng nước không? Không chiên được. Nó không chiên. Chậm miếng nước không? Chút xíu ra nước hả? Được bình mà. Má phải chảy nước. Yên tâm đi. Cho ra đi, mềm không đi. Nhìn luôn đi. Đổ. Ừ, nó có xẹp rét rồi. Đổ nó vô giò nó mới ngon á. Bỏ vô họng. Ừ, giò là vừa khác nọc ông luôn. Bỏ vô giò cái là còn cái cùi không luôn á. Ừ, ngon. Quá đã. Màu tím mộng mơ luôn nha bạn. Bông lục bình xào tỏi các bạn. Một chút muối nha. Một chút tép mỡ. Đó, tới cũng lùng hối tép mỡ là rồi. Ê, tép mỡ giải độc cho anh lùng á. Giải độc nè. Bữa nay ăn tép mỡ được, nó bị gác đâu ông rồi, nó ăn tép mỡ tại. Một liêm nha bạn. Nó bậy dữ mày. Đường. Cục ngọt. Nước mắm. Cái này tôi nhớ giống cái muỗng bát cơm chứ chạy. Đúng. Nè, lấy cái muỗng cơm với nó xào. Rồi, ok, ngon lành luôn. Chứ xào không? Xào hết cái khác. Ngon lành cái nào không? Ngon lành cái nào đó. Rồi. Cái muỗng liên quan qua nó đặt đổ chân là đổ nhiều muỗng rồi. Ngon rồi đó. Mày dắt xuống đi. Thèm. Đây cái bông lục bình xào tỏi của mình nó đã chín nha bạn. Giờ anh em mình sẽ nhắc xuống nha. Tiếp liệm tìm sim trời nó cháy rồi, tôi đá không luôn bây giờ. Gì thế kìa? Vừa không? Đá. Vì hai mấy bánh động với trời. Đậu bổng lâu luôn. Nó lộn hả? Nó lâu luôn. Ai mà đừng chống nó vàng. Nó đồng nọc ông đó, nó bên nó đang bị nhiễm rồi đó. Hồi nãy tôi hả được hai thằng em nẻ khoát rồi đó. Vô tô bếp. Chừng tay chân miệng nha. Trời ơi trời. Ôi trời không thấm rồi. Lấy cái dĩa ông nội ơi. Phải lại. Lấy cái mình lấy cái dĩa bự mình để vô con gào bung hết luôn rồi. Đó, đây là bông lục bình xào tỏi nha bạn. Thấy bạn thấy nó vậy chứ ăn ngon và ngọt lắm nha. Tìm lắm á. Tính ra lục bình mình ăn đủ thứ hết trơn, có rễ không ăn không? Cái rễ là ta để chiếc cây được đó. Ừ, chiếc cây luôn đủ. Chứ lục bình đâu bỏ gì đâu. Không bỏ gì luôn. Có lá cũng cho dịch ăn luôn. Cái lá đó để dành làm cái kia. Mày nói gì ghê mày. Ủa, không có chui cái đẹp ghế vậy. Ừ. Rồi, ngon. Cái nước, nước này, nước cái nước này trang cơm là cũng... xuống dách nha nên không bỏ được nha bạn, nên mình sẽ chắc vô luôn, chắc cái nước này ra luôn nha. Chúng tôi để kiếm miếng đá và đá uống mọi người. Cái gì vậy? Y như màu nhau. Quá chá. Quá tím bụng, quá tím bụng. Quá chá rồi. Giống mực màu tím như vậy. Giống mực con mực. Rồi bây giờ anh em mình để cúng cơm trong bàn cái, gọi anh em mình sẽ mời các bạn cùng dùng cơm sáng với anh em mình nha. Các bạn ơi, thì anh em mình cũng mời tất cả các bạn cùng dùng cơm sáng với anh em mình nha. Đây thì sáng nay anh em mình ăn cơm với cá muối chiên với bông lục bình xào tỏi nha bạn. Thôi có gì từ từ đừng khóc nơi. Giờ còn đẹp.
chụp hình sẵn trước đi. Rồi mốt xấu. Mình không hiểu là lùn bị gì nha bạn. Là mỗi lần ông chết nó sằng lên vậy đó. Cái mỏ. Khỏi lo là hành em đi chăng á. Anh em người ta đi hát mua một bình rồi bỏ đi nhậu ở đâu giờ mặt mày đứt khè đứt ké chứ không con. Không, phải trước tiên là đi hái một bình phải nhâm nhi ba ly đặng cho nó màu mỡ mắt to lên rồi mỡ lên rồi lại hồn rung tay á biết không. Thôi, mời tất cả bạn dùng cơm sáng với anh em mình nha, bông lục bình xào tỏi nha bạn, thấy nó bày nhì vậy chứ nó ngon ngọt nha. Đây mời tất cả các bạn nha. Thơm dữ không anh, ngon luôn, rộp luôn không anh, ăn lục bình thiệt không fan hả không anh, uy tín không fan. Đây nè gì hả? Ăn con cá chặt. Ừ, ăn cá chặt. Ông nãy đấy, rất em. Muốn xanh muốn ăn mà gấp cho ngừ. Hồi nãy ông chào ông nãy muốn ăn luôn cho rồi đó. Nói tới giờ là muốn ăn mà gấp cho ngừ. Chấm đi, đây, đi. Mời bạn cá chốt gì. Ăn đi ông nội ơi. Thiệt. Ăn đi. Này mày nha, chúng ta tao cũng ăn mà gấp cho ngừ nữa kìa. Các bạn nha các bạn. Ăn đi đặng cho nó dưỡng mà gấp lại. Chứ lại cho nó nọc ông nó tan bớt không? Bớt lại. Ok. Mời bạn vô bơm một bình nha. Em quên. Em muốn chạy. Xuống em chạy. Đây nè. Trang vô như lá cẩm nha. Tiếng ngắt rồi. Giống mực một tơ một tím vậy. Này hình như mình ăn mực không rồi. Vậy hả? Ừ. Anh em mình xuống biển mò miếng mực lên ăn nha bạn. Lục bình là ngon lắm nha bạn. Giống hồi tất cả bạn nha. Pha gì hả? Tôi xong dạo mong đứng gần ba chứ. Nè. Ngọt ngon nha. Quý luôn anh. Câu bộ êm à. Thấy nó đơn giản vậy chứ nó cũng đơn giản lắm nha bạn. Nó đơn giản chứ nó đang giỡn nha bạn. Mời bạn bông lục bình nha. Em hồi cái mỏ tiếng ngắt luôn quá. Ê mất. Vô miếng nước rồi. Thì hấp tới không? Đó, đó, đó. Có ăn không nổi. Tay dưỡng, tay dưỡng. Tay nhóc đó. Mời các bạn nha. Vừa qua, dừng lại hồi dư nhóc luôn. Dư á. Ăn đi. Được có chút mà. Không có bộ em thì chú đói ăn ngon kìa. Đói hả? Đói rồi đói. Đói lắm. Nó có nghiêng nhiêu. Nghiêng nhiêu chứ. Đói không còn lắm chưa em. Được quá không? Nó không có mặn á. Nước em. Bây giờ mình em làm giúp câm đi. Mình đừng nói chuyện. Đầu từ đầu tới cuối là mình là làm em bắt. Làm bắt lại coi. Đói lắm hả? Đói. Dạ. Mỏ nhỉ? Dính vậy hả? Trời mỏ giống. Bình thường mỏ dính rồi. Nóng. Tính ra này của cha sư cô luôn chứ còn sư cô nữa. Ủa ông nổi sư cô luôn. Mỏ ghé mát hả? Mời bạn con cá chiên nha bạn. Đây mời các bạn nha. Mặt đẹp trai gì hả? Cái bộ có lý. Ngọt nó thơm. Tính ra đầu xào gì của ông xào cái gì cũng ngon. Thơm bụt. Tụi bình xào ngon á. Xào gì cũng ngon. Cái ngó xe mà xào tỏi cũng ngon lắm luôn. Ngon đỉnh luôn á. Chờ bạn không? Chờ. Chờ. Thì có. Đổ xe xào tỏi ăn whip luôn không? Có mấy cái lá này xào tỏi ăn cũng ngon lắm nè. Cũng đỉnh. Sao có mày ăn không? Đúng đỉnh buồn. Thấy vậy chứ. Người một chuyện đó là đúng đỉnh buồn đúng không? Nhưng mà ngày vui mới có nó đó. Vui mới có nó. Lấy nó làm cái hộ ha. Bài hát xong rồi. Mà hồi đó bây giờ là mày có còn nữa. Không. Còn là gai quá. Đường quê. Nhưng mà vậy là vui không thôi. Chứ ai đâu giờ. Có bài ca là đúng đỉnh buồn. Mà lại đám cưới lại có đúng đỉnh nha. Trang trí cổng quà đó. Tại vì buồn thấy ta đám cưới đó. Nó không có cưới được nó buồn. Nhà làm đám cưới rồi ba cái cổng mà bằng đống đỉnh này đẹp dữ lắm luôn. Nó vừa nữa. Nó vừa. Ai vừa nói mà đám cưới mày với anh Giang á. Tao với ông làm được không? Làm được. Ông làm được không? Trời ơi. Phan. Được không? Có hứa nha. Đậu tranh với ông Thầm được không? Được. Ông chưa nghe kỹ mà đám cưới tôi với ông. Không phải là đám cưới như Duyên. Đám cưới của ông Thầm đám cưới hả? Không. Cái gì chứ lớn nha. Bởi vì mình nghe cái... Nói chung là người ta tài năng thì ta làm cổng đẹp thì tụi ta không tài năng làm cổng xấu xấu trước cho tao không? Nấu luôn á, phóng qua đầy đủ mày luôn. Như vậy hả? Đây làm bông lấy dừa được không? Hả? Người thọ. Như vậy hả? Phụ cái ăn anh em, sao anh em để nguyên hồi nó còi thinh quá anh em. Ăn đi, mà ăn đi. Đây, mời bạn con cu phi chiên nha bạn. Giờ ta toàn là cổng bằng nhựa mà. Nhựa mà. Thất vui.
không gấp. Nói gì mình cũng tự làm cho giờ người ta mướn không mà ông nội. Bây giờ mà các miệng Bến Tre ha, mà mướn thợ Bến Tre làm cái cổng cứ là mấy triệu bạc. Đúng rồi. Chứ ít đâu. Mấy triệu là rẻ đâu mày. Rẻ nhiêu? Nhiều. Chục hả? Mấy chục luôn á, đừng giỡn. Có chục mấy chục. Em! Mày mà lên mày coi mày mấy cái cổng mà gồng phụng luôn ha. Thì mười mấy triệu thôi, nhiêu rồi, mấy chục. Cổng gồng phụng á. Làm là nguyên cái cổng như trong như mà nguyên cái gạch. Mà mấy chục là mấy chục. Chín chục không? 7-8 chục hả? 40 chục gì đó. Cũng cứ 40 chục. Mười mấy triệu mà. Gì đâu. 40 chục là đổ ta nó làm cái cổng đi. 15, 16 là dữ lắm ta rồi. Làm bằng lá dừa thôi chứ. 100 cái đống, 100 cái bàn luôn á. Mày lên đâu? Cái cổng cưới bự á. Lùi mép đi ông ơi. Lùi mép không? Gì vậy? Lùi mép không? Bút le. Bút le. Tại vì mày nói mày hỏi chứ không? Ông lên khu gồ map. Ừ đúng rồi, khu gồ. Ờ, cái động không á, nghĩ làm cái cổng đơn cơ. Thì giờ 40 triệu, cái đặt ra gì không? Không biết làm mấy ngày không? Ừ. Nhiều. Thôi, được rồi anh. Mấy ngày. Trời ơi, ở dưới tôi thường ngày ta làm có 2 ngày là chưa tới 2 ngày là xong rồi đó. Chung cho vui. Là có mấy cái chị hồi đó là mấy cái chị nhỏ nhỏ không à. Ừ. Nếu mà mày mà làm mấy cái cổng đó ha, làm 2 ngày xong á, tao cùi rồi. Cả ông nói cái cổng làm như cái cổng dinh thự người ta hay gì á. Hiểu không? Cái đám cưới mình quê làm như làm dinh thự. Cái cổng là cái võng. Cái cổng không? Thì cái cổng có hai dựng hai cây chuối xuống rồi đi lên rồi cái đường lá dừa vô phải là cái có đường đi vô xong cái gì? Cái đó làm 2 tiếng một xong rồi. Thì sao nó làm mấy ngày? Đang rộng thủng nữa. Gồng hụng có người làm riêng, tao ráng riêng bơ. Đang cho mày con gà mái luôn nữa chứ gì, con gà thèm. Tao cho mày con gà mái luôn nữa. Chứ gì mà gồng hụng mới thèm. Thôi nói cho anh em mình ăn cơm với cá chiên chứ bông lục bình xào tỏi nha. Thì bây giờ anh em mình xin phép gác máy chào quay phim cho anh ăn cơm chung với anh em mình cá nha bạn. Rồi anh em mình nghỉ ngơi. Chiều mát anh em mình sẽ dẫn các bạn cùng đi săn bắt với anh em mình nha. 2000 years later. Cái đây không trời, cái đó bá luôn. Không được cái nữa. Ông mới mất cái trời. Ông mới sặc nhỏ mấy nè. Thôi xe này dặn nó lớn mà dính nó ta. Ông nó đụng sâu quá. Đây nó ém rồi. Có sạc con sẽ bá lửa nữa mà. Đang con rồi. Không. Không, quậy chút xíu nó đục nước lên là đự rồi. Sạch cực quá. Quậy chút xíu rồi nó đục nước lên là nó lũ vô máy. Cục chứ được như thế. Ừ, ghé tị. Ừ, quay máy chứ đó. Này vô luôn. Gan nó sắt cái rồi đó. Vô luôn. À, các bạn ơi, thì anh em mình cũng nghỉ được một mát khá là nhiều nha bạn. Thì giờ cũng đã chiều rồi, anh em mình dẫn các bạn cùng đi săn bắt để kiếm bữa ăn chiều tối nha bạn. Thì đây anh em mình gặp được cái mương mắc cạn này nha, anh em mình xuống mò nha bạn. Cũng được cá sặc liu riu nha. Mày nữa nè. Nè. Mắc cạn là mương mắc cạn.
Rồi cho đi nữa nè. Cái sạch mà cả con nó mà. Rồi. Cái nhóc luôn. Đây, đây, đây. Nhiều lắm. Tép bình thường luôn. Nhỏ gian nhỏ, bự gian bự. Đâu đâu. Đây nữa nè. Cái sạc. Đây. Hát. Đền với chị. Kìa. Đó. Tép không được rồi. Tép nhóc luôn. Sạc có đỡ không? Nó vậy nó chuối đây luôn, mỏ nó giống dính cái đầu chứ. Cua bắt không? Bắt cua luôn. Giờ có gì bắt đó. Chạp bắt không? Nuốt luôn. Mười mười bắt mỏ hết. Còn cái ghép mạc vậy. Thì kiếm cái mười khác anh em ơi. Ôi này thấy không ổn rồi. Trả lên luôn. Bật lên, bật lên, bật lên. Cái lên luôn à. Có bọng của gà. Rồi bạc bạc coi coi có con gì đang không? Có cái gì ông ôm trong không? Ok. Có con bọng của gà. Ở qua bên tôi đi. Ông lên đó đi. Lên bờ đi, lên bờ đứng đi. Gì ông cũng kìa. Trước ra cái gì ông cục. Đủ chưa? Ôi vụ cái ống tay gì ông nội. Ê con cá trong kìa. Có không? Có con cá gì nữa. Để làm chơi cây sắt. Không biết. Rồi, cột cái cọng dây này lại thì được rồi. Có một cái trong á, lên đây úp úp ra. Ôi ơi, ông chọn lại ngược lại á. Lên bờ đi, lên bờ đi. Lên bờ đi. Có một cái đâu á. Có biết cái gì nha. Lên bờ đi, lên bờ đi. Rồi, đứng chút lên đây. Ồ, ồ, con cá. Cầm lên đây, nhìn thử ở trong trong á. Có một cái trong á. Có một cái chút xíu à. Cầm mấy gì quẹ à. Chút ra luôn. Chơi. Con cá chút xíu à. Tụ lao, tôi mới nhìn thấy cá gỗ gàng. Nè, xíu. Cái hạt lát. Có hạt lát không? Có hạt lát. Bắt luôn đi chứ. Bắt luôn. Ôi. Dạ. Ủa không được được được. Có con cá không tin. Cái thắt lát nha mày. Nó dấp con chạy bụng quá. Còn à con ngon đây nữa. Còn. Còn. Cái nhà mặt kia không á. Chết luôn nha, cái chơi chơi. Xạo ông dốc ông ơi. Hổng hổng mày cái đầu chui vô bắt không được cái nè. Nè, à, cái chốt nè. Cái xe bự. Rồi. À, bắt cái xe bự phụ ngủ không anh? Buồn dữ trời, đậu hổng cái chơi chùm bá trong hàng luôn. Coi có khi nào ỉa bộp cái đầu nó chui vô nha, có chuyện đâm chết nha, cái chơi trắng nha. Nè cái chơi có bao lớn gì không? Cái chơi bự luôn á. Cái này luôn hả? Nè, hổng tay đi. Bùi tính gì? Mày hổng chỗ đây, chạy lên. Đang chạy quéo nè. Đang chậm ơi. Cái hàng chạy quéo rồi nha. Rồi. Rồi vô luôn. Vô đi, vô đi, chạy ra cái tàu. Cười cười. Vô đi, trời ơi. Xạo á. Cái chữ. Xạo. Cái chai ông. Trời ơi. Đâu ông trời ơi. Cái chết chết. Cái chết. Trời ơi. Nó lại những chai tới tàu chui vô không. Lên những chai trời ơi. Ông đang bình hang lại đó. Bình chi. Đừng có chơi bự nữa Hoàng. Trời ơi, đậu xanh nó mình nói mà nó thử nó dốc trời đậu không buồn khí cứ trời ta là tình luôn á nhưng đen này nó dốc dốc trời đậu chết bự luôn bạn mình đúng đen đậu muốn không muốn dốc hết kèm dốc rồi mới bắt con cá lóc cù cẩn chổng xong bây giờ tới cái chơi nè cái chơi bự này hoàng mà nó chui cái đầu vô hoàng đâu đưa cái đầu ra ngoài tao chụp được đó rồi cái hàng này nhỏ phải không thôi vô luôn nha không nữa vô luôn ơi đừng vô đừng dùng dây đừng bỏ dây để ngạnh này ngoài nha để đó đâm cái chết liền nha bắt bợ lên giải luôn nha qua đây luôn nha bỏ đi qua đây luôn qua đây luôn ôi nếu làm cái chơi trắng tao bá lửa luôn có bắt người đây hả nằm cái đầu đây cái đầu vô để ngạnh luôn hay chưa đủ không coi coi nó tới nó dốc đâu chằn chết trời cái trắng chụp bá lửa luôn á. Ủa chừng đâm cây chẳng đâm nhất lắm vậy anh. Bẻ lắm nhà. Ủa khổng lắm. Trời. Ai biết tức ông với thằng đen hay mấy hết mà ba lắm vô vậy. Đừng bỏ tôi. Đừng bỏ tôi. Trời ơi.
ôi nó quay cái đầu vô trống, quay cái đầu vô hang á. Thôi lại đây bạn ơi, bởi vậy ăn đó mà nó giúp mình buồn với bạn. Thổng á, mình mới thổng đây, chính có cục cưng. Sao cục cưng có chơi trống nữa, buồn thiệt chứ. Ôi, vậy là có nữa không rồi. Ờ, bởi vậy anh em hiểu lầm tao không, bởi tao buồn ghê. Thôi thổng bỏ lại thổng. Chứ cái mặt tiêu quá trời tiêu. Chưa bò, mà không ai tin chứ, bò làm gì nữa thôi, nghỉ bò lắm ấy. Được, không thể phải không? Láng tao láng. Thôi nghỉ bò lắm. Bò lấy kìa, ê, cái khúc mà tao khó tay ra, tao kêu đem khó tay vô đóng chắc hôn cho nó. Ủa, ổng lắm. Thôi ông dám thở. Mà cái tay của ông bố rồi. Nó tự nhiên nhiên ngoài đi hang ngoài, tao sợ nó phun ra đủ ông. Mà cái tay ông. Nó tự tao chơi đó vậy. Mấy tôi cũng tưởng đâu ông nó dốc rồi đó nè. Mà nó dốc rồi tin không? Hả? Mặt tiêu vậy nè. Tối với thêm. Bạn nó nằm cái hang nó cạn không? Nếu mà tay thọt cái tay đâu ra mà không đưa vô liền là nó chọt ra liền. Là nghèo mặt dịp luôn. Tại tôi nắm tay ông tôi tuột vô luôn. Ừ, đúng rồi. Ông cứ chơi chụp á. Thì mình mới kêu quay phim đi lại đằng trời của anh nông dân mượn cái tay lưới ké bạn để anh em mình kéo kiếm tép nha, tại vì cái lưới cước của anh nông dân nó dày mình mới bắt tép được nha, tại cái mương này anh em phải có tép nè. Bây giờ anh em mình sẽ đem tay lưới xuống gào vậy một hai đường kiếm mớ tép về nấu canh ăn nha bạn. Bây giờ anh em mình mới cột tay lưới của anh nông dân xong bạn, giờ anh em mình sẽ dạ. Bây giờ anh em mình gào bạn lưới nha bạn. Rồi, bắt đầu chinh chiến nha. Dứt. Rồi. Đi. Nha. Cho bông đi trước á. Để bố. Đánh không? Đánh đi tính. Mình kéo sát sát vào đất luôn rồi nè. Ok, đụng đất luôn á. Thôi, tôi không được mà sao người con có chơi đi về thôi. Ok. Rút mấy chị sát vô. Rút hai đầu này trước. Mày rút đi. Từ đây. Rồi lên đi Lục, lên luôn. Ôi. Thôi các bạn nhóc cho đó. Tới con chuyện một lưới này mình ăn đủ luôn rồi. Nó giáo rồi các bạn ơi. Ngon rồi. Cái chốt luôn. Quá sao đã cái đồng con nó mẹ không? Mình tính tép con mà ai cái về đâu. Tối nay mình về mình hấp cơm đi. Hấp cơm. Hấp à. Luôn ăn được không? Trời ơi ăn cái bỏ luôn quá. Trời ơi cái này có bầu hấp bầu ăn thấy không? Cái đồng bự nè. Ôi. Nghe cái bầu ăn. Cái đồng bự chụp. Giờ mình bỏ hộ này thải không anh? Mình bắt thả đi, cái đó thả đi. Ôi khùng, thả cái gì nó sáng ăn trời. Mình còn dành ta lưới để sáng ăn kìa, bắt đầu sáng mình đừng có đồ ăn trời. Đây nè, của đồng nè phen. Ủa, của đồng vậy mới ngon nữa. Đây nè, thả đồng rồi. Cái nhỏ thả đi, cái nhỏ. Cái mấy cái đồng tao thả đi. Cho mày ăn mày, tao quyền thậu luôn hả. Ủa, tính kéo tép mà cáo rồi, trời cáo rồi, tép sao. Thôi, bữa nay anh em mình vô bánh của đồng bạn. Bây giờ kéo không? Kéo đi. Chúng nữa hả? Thả miếng, thả miếng đi. Kéo ngược lại. Ừ, đúng rồi. Thôi bây giờ tép mình thả không đi, đậu không á. Chơi lớn vậy hả? Thả mấy cái lòng tao đi. Rồi bỏ đi. Chà bạn lưới lại, mày lại cái nữa nha bạn. Mình tính ăn ngót ai dè đâu. Ăn ngon luôn, ngon luôn. Ghê á. Ăn ngót luôn á. Em tép nhóc chân mà kéo lại không có tép chạy xíu.
chân cơ thể lậm nhạt luôn. Trời ơi, xuống ngoài rồi. Cái đó mang. Hai cua đồng. Ngon. Có món cá cua đồng hấp cơm bự không? Cái đó mang bự cho bá lửa luôn. Dạ, ôi, hai con bự cho bá luôn. Ôi. Cua đồng luôn. Gì vậy? Khoan. Chơi tháng kìa. Ôi cái cua đồng nè. Có mấy con luôn đấy, hai ba con. Hai con. Cái này thả nha. Đó, cá 15 nè. Cái này. Ừ, cái gặm. Cá 15 nè. Cái gặm hả? Không phải luôn. Cái gặm nè. Cá gặm có đốm. Cá gặm có phi, đốm. Phi nhỏ, bỏ đi. Không phải luôn. Thì sợ cái gặm của nó sặc. Vô luôn. Cá gặm có đốm đen đen. Sặc vô luôn đi. Có tới cái đuôi phải không? Đúng rồi. Cái này cá 18 nè. Cá 19. 18, 19. Tép quá trời tép rồi mấy mẹ ơi. Nhưng mà cá chốt. Cá lồng tông con nè. Cuối cùng dính. Cá lồng tông bự ít xịt á. Ủa hai cái cua đồng nghe luôn thiệt luôn hả? Hai con. Đi đi quen nghe quý trời. Quẹo lại nhá nó không hay thôi. Ăn hết không? Ăn hết không nội. Mai mình còn tới lưới nữa. Không quẹo cái nữa mày. Nữa nữa. Chủ yếu kiếm cái cua đồng hấp cơm. Lo mà không chậm. Trời. Thấy luôn đi bắt lại. Ui dính cá đập. Dính cá đập. Tao đi sao tao à. Bò mấy cái heo với mấy cái giò này. Dính cá heo siêu to khổng lồ trong họng. Cá nó ở ngoài. Đúng rồi. Cá phi nhỏ. Ồ lên luôn nha. Đây coi chừng giỡn cao dưới lên, giỡn cao dưới lên. Ừ. Để coi cô đồng có không? Chẹt chẹt á. Chẹt chẹt không biết khui có gì không? Không. Chút không có gì. Hủ hậu nguyên biển dòi e không có cách chê nữa chứ vợ cái thèm. Rồi đó. Một cái nhỏ mà. Tẹn kẹt nguồn nước thật rồi đó. Hết rồi. Đúng không? Giặt lưới trả cho công dân đi. Ok. Nhiều đó là anh em mình đủ sống buổi tối nay rồi. Đi sức rồi. Ờ một thao luôn. Ô cá này bỏ cơm luôn, bỏ cơm. Ngày nữa. Này đi chừa ngày mai nữa. Đi răng lòng thương con cách về đó mà không có con cách chắc ở cặp tự cũng anh em mình kéo lưới xong về tới chòi nha bạn. Anh em mình cũng bằng cá sạch sẽ để làm bữa cơm tối mời các bạn thưởng thức nha. Cá cua đồng là bao nhiêu nha bạn? Anh em mình sẽ làm món mới nha. Cái này là nấu canh chua nè. Cái này là hấp cơm nè. Cái này là muối lệ ngày mai thưởng thức nè. Dạ bạn. Gà. Nói chung là anh em mình thủ cá lại thôi. Đó, bữa nay cá cua đồng mình sẽ hấp cơm mấy bạn. Trời ơi. Mèn ơi, lạ đó nha trời. Đỉnh luôn của chớp luôn á. Hủ chín không đó? Không chín hết thèm. Ủa, ăn được không?
chủ nhìn, vô còn gục nữa chứ. Nhìn là biết ngon rồi. Cá bồ đồng đi lớn các bạn. Đó. Ừ. Có nhiêu con hả? Nhiều quá. Nhiều con nhiêu? Cá trứng không luôn á. 12 17 70. Bữa nay mình sẽ ăn cái món mới bạn, cá rô đồng hấp cơm nha. 12 con. 10 con, 12 con. Chục. Rồi mới thả vô chín luôn cơ. Chục dừa. Nó ngọt oh my god luôn á. Chục dừa. Rồi ok. Tìm em trong dừa nha. Quá đã. Rồi bắt ra bắt lên tiếp cho bạn. Ừ. Quá tuyệt diệu. Bên đây là mình sẽ cái cu phi này, mình sẽ ớp muối để mơ sáng mình thưởng thức tiếp cho bạn. Còn bên kia thì mình sẽ nấu một nồi canh chua nữa nha. Đây bên kia thì mình đang hấp cơm cá rô đồng các bạn. Bên đây mình nấu canh chua. Còn cá này mình ướp để sáng mình chiên nha bạn. Đây mình nấu canh chua với cá chê trắng, cá lóc, cá chạch, rồi cá sặc còn đủ cho các bạn. Ngon nha, tuyệt vời nha. Giờ nước sôi vô cá nha bạn. Có cá chà mặt không? Như vậy là canh chua nhẹ tay cái nồi nha nè. Dạ cố. Quá trời ơi. Nồi cá canh chua của Linh Đình ha. Wow, ngon luôn, hợp tắm luôn á. Còn cá chê tư không? Trời ơi, khư luôn, cho bánh lửa luôn. Cá chê đó, cá chê chê cái chè không có mắt, cái chè không có mắt, cái gì cái cá sặc nó mới tịch đúng không anh? Đây bây giờ mình sẽ ốp cá rô phi này để sáng mai anh em mình cùng cú đối nha bạn. Hồi nãy không có vuột nhớt cái chè à? Đây một cái vuột có rồi, vuột 8 lần rồi đó. Vuột gì vậy? Vuột bằng nùi vẽ. Có thiệt không đại ca? Đây thật niêm. Mà nhé luôn. Hủ muối. Đây. Hồi ba cơm nem thì khỏi nấu luôn, đậu mắm để tới bữa nay nó héo heo luôn rồi. Dứt đây mình nêm vô ăn chua luôn. Muối, muối bột ngọt ngon, muối kinh nấu cái gà mình để dành nêm còn lá tủ đường tủ khả lỡ sáng nay không ghế thu sao quá tuyệt rồi chín rồi nó nhắc xuống lắm. Nấu canh chua mình nó đã chín nha bạn. Giờ mình sẽ vớt ra để mình bỏ rau muống vô nha. Trời ơi cá lóc nè. Không chín đi. Cà em. Gã luôn rồi. Ý, cá lóc không trời. Có thịt không để ca. Mùi đồ quá. Phát nữa nè. Ngọt một cái. Cá chê trắng nè. Ôi. Đấy con chuyện bữa nay rồi. Bữa cơm ngon. Cá chê nước cá lửa kìa. Cá chê trắng nó dài một cái ngon. Quá đã ha. Mang uống gì đổ luôn trời. Đổ cá đẹp gái, đổ lấy nước con luôn á. Mình ăn nước thôi. Trời ơi, đổ đổ đổ. Trời ơi, cái chuột luôn nhé. Cái chạch rớt không sao, cái chạch rớt là không xin là bùm không anh. Xin là bùm thiệt, cái ba là bùm luôn quá. Quá trời nóng rồi. Vết cái này mà không gấp gấp từ con lâu quá. Ai chửi tôi ngứa quá trời lắm bà. Ai chửi ta thì ta ra điếc. Ai chửi mắng thì ta ra điếc không? Để cho người bớt giận ta đục lại. Ông bớt giận mình đục lại chứ. Thứ mà đang nằm giống đập bà. Chứ không gút mà ta đang nóng thì người ta chửi mình cứ nhịn đi. Nhịn nè. Trời cho người ta bơ hết giận rồi qua nắm đầu giọng lại. Nhiếm luôn. Thôi làm gì tôi nó đã mà mày chửi tao nhịn giờ mày bớt giận tao quất lại. Quay qua nó hồi 10 năm trước. Rồi hả? Quân tử chơi hồi 10 năm chưa muộn mà. Cá ngon ngon ta. Thôi nhiêu đi. Thôi bây giờ mình cho con muốn vô nha bạn. Dùng tay đổ cái này. Đổ có chắc bón luôn á. Đổ lụm lên. Đổ con muốn. Đổ con muốn hả? Đúng rồi. Vậy sao ăn cá gì đồng ăn cua mà. Đó có nồi canh chua ngon thiệt nha bạn. Ôi rồi thôi nhé là mơ. Là mơ luôn. Kè kè chảy kè rồi. Chảy chị gì luôn. Đây cho ớt vô nha bạn. Ớt một dĩa luôn. Siêu cay luôn. Trời ông ăn canh chua không ăn canh chua. Ê ơi. Chị nó mới tới luôn. Vậy mới tới công chuyện luôn nè. Sau cái chén nước cốt chanh không? Có nước hạnh rồi. Đây đây. Quất vô luôn tại vì hạnh nó đâu có đắng bằng chanh. Đây. Vô đây đủ không? Đủ dữ rồi. Đây là cái nước cốt hạnh nha bạn. Vô luôn. Giống nước cam chứ. Giống hộp gà chứ. Nêm luôn, nêm luôn. Nêm luôn. Nêm luôn, nêm. Nêm rồi, nêm rồi mà. Nêm rồi dặn miếng nước mắm vô. Chưa. Chưa chưa đâu. Chưa nhắc xuống mà sao nước mắm được thêm. Trời ơi, trời cái nồi canh chua gì hết, cái thèm cái gì hả? Ông nấu canh chua, ông chế vô nước mắm vô, ông sợ chua hay gì? Sợ ngọt. Đây cái rau niêm anh em mà đem theo, ở qua nhờ đây thù lùi luôn nha bạn. Giờ vô rau niêm luôn nha. Chúc anh em đi sinh tồn là... Phải có rau niêm mới được. Rau niêm, còn nữa kìa. Còn chứ. Chưa hết. Xuất sắc, xuất sắc. Trong giai tiền nữ. Lắm. Lắm. Ôi. Nghe lại ông lùng cho nước mắm không?
đúng đúng, phải có nước mắm chứ, canh chua phải nước mắm nhưng nó thơm. Dặn miếng nước mắm mà nửa giá. Đấy. Cái này thực hành người ta chưa chuẩn với lý thuyết người ta nắm luôn. Giá luôn chứ khỏi nửa giá nha, quýnh giá nước mắm luôn nha bạn. Đúng không anh? Đúng, đúng đúng. Đây qua cho các bạn coi cái nồi cơm hấp cá rô của anh em mình nè. Cui hẻ coi. Đâu có nóng đâu, cái này cách nhiệt mà. Đấy. Wow. Hai nước thịt chao. Ôi trời. Nó lòi trứng ra mở tôm tôm không? Bây giờ mình đã. Thôi bây giờ để anh em mình dọn cơm ra cúng ông bà đất đai cái. Anh em mình sẽ mời tất cả bạn cùng ăn cơm tối với anh em mình nha. Các bạn ơi, thì anh em mình cũng vừa cúng cơm trong bà xong nha bạn. Bây giờ anh em mình cùng mời tất cả các bạn cùng ăn cơm tối với anh em mình nha. Thì bữa nay anh em mình đi bắt cá cũng được trúng mùa nha. Thì vừa đủ ăn mà vừa có để dành tới ngày mai nữa nha bạn. Ngon lành trên đầu. Thì bữa cơm tối này anh em mình ăn với cái món cá rô đồng mà trứng không hấp cơm nha. Ồ. Trứng không là không có. Trứng không. Trứng nhiều lắm. Trứng nhóc chứ không phải trứng không nha. Bên kia thì có cá chơi, cá đốc, cá chốt, cá sặc rồi nấu canh chua mà cá chốt nữa. Cá lồng tông. Đây là cái nồi canh chua rau muống của anh em mình nha. Vô đây liền. Chấm muối ớt nha bạn. Quá tới rồi. Tới công chuyện nữa rồi. Thôi mời tất cả bạn cùng nâng chén lên để dùng cơm tối với anh em mình nha. Nâng chén tiêu sầu, sầu càng thêm sầu. Nâng chén tiêu sầu thì không có sầu. Sầu đâu nữa? Sầu đâu hả? Gì vậy? Gì vậy? Mút hả? Vậy ta? Mút. Mút, mút kem. Thôi mời các bạn ăn cơm tối với anh em mình nha bạn. Làm mấy con cá rô đồng hấp cơm nha. Chấm muối ớt chanh nha bạn. Ơi muối chanh nó muối ớt canh chua. Canh chua. Cái rô đồng hấp cơm là bá cháy nha. Đây mời các bạn nha. Vô nè em ơi. Mà chế một chét. Qua đã, qua đã. Không ai đâu, tôi không ăn cá mà. Ngon lành gì? Chế các bạn. Vô. Ngọt. Mang này tôi mới ăn cá rồi. Ăn cơm mà nghe cái mùi mỡ cái gô thơm luôn á. Dạ hả? Ăn cơm vậy luôn á. Thiệt không trời? Thiệt. Nó có cho nó dốc ba. Dốc thèm. Không béo miếng nào trên trời. Đúng vậy. Thôi mấy ông ăn cá thì tôi mới ăn cá rồi. Thiệt hả? Mày biết ăn cá mà làm có gô coi. Không biết ăn cá bạn ơi, mình làm con cái gô đồng thôi. Cá đủ trứng luôn nha anh. Mời các bạn nha. Béo. Thôi gục ngay luôn á. Béo rồi. Xả luôn á. Trước khi béo tôi phải làm một cái tô canh mới được. Cá hấp cơm còn bằng nữa trời. Cá các bạn. Đây cái. Thịt nó ngọt. Vừa không, vừa không. Mời tất cả bạn nha. Mà anh nông dân luôn á. Ừ, quên rồi. Mời anh nông dân ăn cơm em mình nha. Lấy cái hấu này. Còn ngọt chưa? Trời ơi, ngọt luôn á. Thôi. Cá rô đồng này mà được mà con bự bự không bằng ba con tay bốn con tay bằng hấp ăn hấp cơm ăn cơm chảy ke luôn chảy luôn nha phen vô đừng có xương nha phen bạn vô trứng cá rô đồng nè bùi thôi nhé không trời trời quá đã phải không ai chỉ không vậy tao ăn nhiều lắm rồi dạ mà đâu ra mua vậy nhá mua gì hấp ăn cái đầu khó không mà cái thấp nè hả cái thấp nè cái thấp hả thấy người ta hấp không hử không ôi kiểu này chắc là tô điện trên núi Tà Lân đem về có đủ chưa ngọt phải không ngọt ngọt thịt béo nữa đúng rồi mà cơm nó có nghe mùi cá nữa nếu mà nấu vô hay kho hay chiên gì không có đường nào mà ngọt mà hấp cơm nó chắc thịt nữa lâu lâu mới được ăn món này chứ đúng không tại vì có khi nào bắt được nhiều đâu đúng rồi bự hấp ăn ngon không đúng rồi không quay qua không nói ăn cá không, không mà cá đồng hấp mới ngon nha còn cá nuôi hấp không ngon nha cá nuôi nó tanh thôi cá đồng thì lại thơm làm bảy miếng hải sản rồi hải sản tươi sống có đủ hải sản rau muống cái này đồng sản mà hôm mời bạn rau muống nó chua nha tôi khoái ăn canh chua chan ngập luôn ra làm miếng hải sản thôi mà bạn vô rau muống nó chua lắm mình nha ngư sản đồng hẳn không phải nói bể hệ cống cống sản cũng sản nhưng ra bể hệ chuồng bò là bò sản hả đúng rồi chứ gì đâu vậy đã là bảy miếng cá vô cái rồi mạnh cái không vô rồi mạnh vô rồi bạn cá gặt nha hết giờ nhóc trong cái tỏi dễ quất đi từ từ cái gặt làm bảy khứa đi mấy mạnh ủa để dại vô đi để dại vô cái mình làm khứa cái trên nó dốc đi đó mình lật qua là coi ừ đúng rồi cái trên nó dốc vô cái sạc bên mình phá ăn cái sạc các bạn mời các bạn nha ừ. Cái này ngon lắm rồi cái chơi mà trong hang mà ai cũng nói nó dốc chơi bụi chứ mà ấm cũng miệng luôn không khỏe không tôi đụng cái chơi giống người ta nói sao cái mặt ta mới thiện vì sao mà kêu cái chơi trong đây mà cười mà hiên chữ gian như nhanh chán vậy nữa
ai tin á, ai tin bốn thằng không lẽ mình học vô cái em gặm cái chơi ông đem mình khóc hết đầu quá hả? Ông lùng cốt cán nhau mà còn dè nữa không tin nữa. Nói chung là tại vì mấy này nó không biết là cái nào thật là cái nào giả. Ông chứ mệt ông thầy chùa ăn cắp cái áo bà cha của tôi giả thật nữa. Sợ chứ. Bộ tao là thật thật giả là thật hay vậy? Ông còn hơn là tôi một công. Rồi vậy. Ăn chơi fan. Ăn chơi lóc đi mấy mạnh. Đứng yên. Vô đi. Thôi mình làm con cá rô nữa bạn. Rồi hả? Ừ. Rồi các bạn làm bảy miếng đuôi cá lóc ơi. Tôi làm bảy miếng cái chai chơi nấu chua phải không? Okay. Cái chai trắng đó. Đây mời bạn cá lóc nấu chua nha bạn. Vô anh em ơi, cá nhiều nha. Cắt về nó dốc. Ừ. Nó dốc. Cái chai này chất lượng nè. Thịt nó dẻ ghê luôn. Trắng à. Wow. Sao cái da nó đen? Ừ. Kêu chai trắng mà sao da nó đen? Bụng dưới trắng chắc hả? Không, nói nó cũng trắng mà. Đã làm xong nó đen vậy đó. Trắng. Không dễ phiền muốn gấp nguyên cục đi không ấy. Không, còn nguyên cục lắm. Mặn mặn một cái nha. Giống con bà dẻ chưa? Trắng trắng rồi. Mấy bạn miếng cá dê trắng nha các bạn. Vô hương luôn á. Bánh tráng phải. Ngon quá. Thịt da thịt. Em vô hương miếng nè. Khó xe. Dai mà chắc thịt mà. Đồng mà. Cá dê đồng mà còn gì bằng nữa trời. Ủa dai như thế này hả? Ừ, trắng rồi. Muốn làm nguyên hứa bỏ cán cắn luôn. Đúng không? Cái cá nhiều mà. Nói vậy, ẩn thằng ẩn thằng ẩn thằng. Tao nói chuyện với cá đóng bột. Ồ quá ta. Đây cá chê nó rẻ gì nổi. Nó dài quá. Đây làm miếng rau muống nấu chua bạn. Rau muống đồng nha. Cái này cũng hơi mặn nha ông anh. Đâu mũ cái này kêu bằng đắp cái luôn cái mộ vô luôn. Mày coi nó mấy cái cờ nó gấp miếng muống để vậy nè. Ê, ông thấy giống gì không? Giống cái tấm mộ vậy. Thèm tưởng cái gì trời. Tao không tin tưởng mày nữa, tao gặp hai người này là tao hết tin tưởng mày nữa. Trời ơi, ngon vậy. Vậy mới ngon. Ngon con kỹ. Rồi sao gấp cái vô? Mày bớt. Mày gấp đồ ăn đồ vô nó đầy chén rồi. Ờ nó chơi chiêu ông nội ơi, nó chơi chiêu. Để những cơm cái mà tràn nóc luôn. Ý nó nói là mới một lần khó. Quá cho đàn nhóc. Bới lại ăn cơm rồi cá mồi ra lại. Thôi mới chịu để mới đây tao bới cho ông nội đậu hũ. Trời ơi trời, tao lại mày thôi được rồi. Đậu không bới chứ cơm lại mày. Lại cái gì? Ai có cơm trái luôn kìa. Có cơm trái không? Có. Còn đó nha. Nè, tôi múc con giấy nè. Trời. Con cơm trái nó bị ra máu mũi á. Ai không được đâu. Chị hả? Thấy không? Tôi bới chén tôi thấy không? Đậu hũ ra máu mũi đó nha. Không. Không bới thì nói. Mời bạn vô cục cơm trái nha. Các bạn thấy có gà không? Có này làm chủ sĩ được nè. Ừ, chủ sĩ được. Nó bới đặng nó gấp thịt. Nóng quá. Làm chủ sĩ của lý nè. Chén tôi ăn nửa đậu hộ. Ừ, tao ăn 4 chén cơm tao mới no. Còn đưa nó bới nó quánh 2 chén à. Mày ngon luôn hả? Miếng không muốn nha các bạn. Là bụng rồi. Hên chén đậu đưa chưa bới, tôi bới chén đậu nữa không? Chuyện chén ngữ à. Cứ hả? Đắp hết cục cá vô nha bạn. Đắp cá nè. Rồi bói chê vô ăn thêm. Vô nhóc chân mà. Rồi nha bạn. Để qua trừ lại hồi dư nhóc hết trơn. Lúc nào anh em mình ăn rồi nhường qua nhường lại bạn nó dư. Đó, quýnh miếng cá lóc nha các bạn. Đậu đã. Ừ, đây mời các bạn ăn cá lóc đồng nấu chua nha. Đậu ăn chua qua trừ lại còn có cá ngon nữa hả? Cái miếng cứ kia ra nó ổng ăn lên. Nè, rồi nó có ăn thấm nước kìa. Để hai ra nè. Đó. Cháy cho anh miếng nước kìa. Anh nào đây? Anh nào đây? Anh nào đây? Anh nào? Anh thích thầy anh lùng, anh lùng, anh lùng. Anh lùng con kỹ, ai lớn ai? Mà lớn ai đây mà anh em ở đây. Cao hơn ai? Ký đầu quá. Ngủ không? Mấy bạn miếng cá chay đây các bạn. Thằng sinh năm chín mấy, thằng sinh năm bảy thì tám mấy. Dạ tôi cốc ở đầu rồi. Cái đầu á. Trời ơi anh cá chay ăn chất lượng thiệt nội. Cái trắng mà, cái vỏ dốc á. Cái vỏ dốc ăn ngon vậy á. Tôi thấy tụi cái chén cơm này tụi ôm luôn tới tối luôn rồi nè. Mời bạn vô miếng cá lóc nha bạn. Thôi quá, tính vàng vàng nó dở. Ngọt dở hả? Nãy phải nó ém xuống dưới nữa là được luôn rồi. Mè phải không? Ừ, ném xuống dưới nữa. Đang gà nãy là lấy cái bát là đưa nó em bới hết đồ cơm luôn á. Ừ, mới cho hết luôn á. Mấy bát cái mè ăn cái mốc luôn. Không có món này bắt. Cái con em ăn quẩn vậy hả? Món này bắt à. Ủa em ăn ngon chưa? Em ăn giống mà mày cái gì vậy? Mè ăn cái gô. Còn nguyên đường kỳ cho em cắt luôn. Quẩn quẩn. Còn bụng luôn. Phải chiếu cái cua đồng nắp cơm đến vậy phải rồi mùa nước ha mà ca nước chim lên ha mà khúc mà còn lú chét á cá gô nó mập á nó ăn ba lú chét nó mập á con nào nó 3-4 con tay mà dìm hấp cơm một cái ha cái nồi cơm mà dở ra cái mở ướt luôn hẹn vanh mà nó dốc á cái lúc đó là cá gô nó màu trứng đúng không ừ to dốc á cái nước vừa chim lên là cái lú chét nó còn là cá gô nó mập đúng không nóng mày biết lú chét không
chét là lúa mà bị lép gì cũng có chuyện nào chết luôn á ba cái lúa nhà. Nó cũng nó lên á lúa hai lúa chét lúa lép luôn mày ơi mà nó tầm bậy nè lúa chét là lúa cắt á là lúa chét là người ta cắt ngang rồi ta đã lấy hết trơn hạt rồi mới lại lắp, nó lên lại với những cái hạt lúa nó lên là tao kêu lúa chét phải không nó không có trồng á ừ tại vì đó tới giờ không có trồng lúa không biết ừ. mình không biết thì mình hỏi vậy mà mày nào mày mở miệng ra nói mồ hôi mà đổ xuống đầm đậu không á nhà ba đời làm nông à không có nói à không có nói à cái đó mày nói à không lúa chét lúa lép đúng rồi tại vì cái gỗ đang lú lét mập như là nó ăn trấu nó ăn lét là trấu mà thấy không chị ăn trấu mập không biết thầy không biết uy tín không biết mà cứ nó lú chét ra nó không biết lắm mà đậu phụ tôi quýnh cái chén này từ nãy giờ vô cái sặc mà ấm quá để cái mốt cái người ta xả đậu người ta, ta hái đậu trên cái đấy, nó bày vô nó hái nó nhổ ba gốc cái đậu gì vậy đưa ta ăn nó đậu chét rồi đậu chét nó lên lại á ừ thôi lại thần mấy đậu già nó gộn nó rất hộp còn mấy cái vỏ rồi mới về lấy không. Đậu chét là vỏ ăn vỏ ra tao lấy hộp ra còn vỏ ăn vỏ mày đậu chét ngon chứ hả vô cá chập nha mày thầu u ngủ dữ hả ừ ngâm nước nha thầu u chết rồi măng phải để cái bụng lại ăn nó ngon á ăn luôn cái bụng đó. Đúng rồi cái bụng nó là bổ nhất của cá chạch đó mình xâm đó mình sao không lụng mà ăn còn cái vợ mặt hết luôn đó lúc kìa nhà ông chích mà ăn cá chạch hết luôn bụng ờ hết luôn nãy vàng nó hô là mặn cá chạch làm để bụng chi ừ đây cắt rồi đó vậy hả đậu xanh không mày thấy nó kính không thấy ờ ăn nên thuốc ăn thuốc hả nên thuốc vừa mốt cá cha mình để bụng ăn nên thuốc luôn thuốc cá cha cái cầu quá à, cá cha hầm của ông năm á cái cha ra mà tán cái à tán cái bụng cái hồi nhé 7 ngày no 7 ngày có nên thuốc luôn á nên thuốc luôn á mà bánh cá nhiều lắm trời tôi sợ anh vàng rồi đó sao tôi bới nãy giờ tôi nuốt hoài ăn hết ủ không bánh cơm ăn nãy giờ nửa tiếng hồ mới nói hả bớt thèm thôi chiều để cái nồi cơm bên đây đi ông ơi đậu xanh dành bển nó bới cho mình ăn cơm ta bới là đói ít ăn được nhiều lần nó đúng ngon miệng không còn đánh chén nào nó phá cho hết ăn luôn đúng rồi trời ơi làm biến nó vậy đúng không ơi không đây, làm biến bế không mỗi lần bế mỗi lần khó ai bậy vậy mày mỗi lần mà đưa nó bế cái là nó phải bỏ chén cơm nó xuống đúng nhân đũa cái bực quả mồ hôi sức này trời im luôn ủ không ăn canh chua mồ hôi xuống như mưa rồi chạy về tôi tắm luôn nè tắm luôn quá đã gần mà tôi tưởng nó ở trong sông xã không chứ chưa hả giống sông đá Suna nha đó vậy không biết chưa không á họ nói chung thì bữa cơm tối anh em mình ăn cơm với cá hấp cơm với cá nấu canh chua nha bạn thật sự là nó quá ngon và quá tuyệt vời nha thì các bạn cũng biết là đi sinh tồn ăn trong đồng trong ruộng rất là ngon bạn không thể nào mà ăn cơm nhà mà mình có cái vị ngon được giống như vậy nha bảo đảm luôn mình rất là bảo đảm luôn chắc chưa chắc chắc chưa chắc luôn chắc như lúa chét nha mời mốt mà xong sinh tồn về nó bà xà mới gian vậy nha ừ ăn là bà đuổi ra ngoài ruộng nói dạ tôi không ăn cơm với bà nữa tôi ra ăn cơm không ăn tôi ăn cơm ngoài ruộng mới ngon tôi nói là ăn cơm vua thua ăn cơm vợ ông mới nói là cơm mới nói nãy mình có ấy nói ăn cơm ngoài đồng nó có một cái vị ngon nó khác biệt hơn cơm nhà làm có nội đúng không ừ ông nói bà xà vậy đó vậy đừng phân minh nó chị biết không tại đói quá ăn nó thấy ngon không không đói giờ là cũng ngon hơn. Không mà ngoài đồng thường nhưng mà giờ đây ngon hơn vừa đói mà vừa ngon vừa ngon vừa đói mà nó ngon thì không chịu phải vừa đói vừa ngon mới chịu không mà ngon thiệt thôi nói chung thì các bạn cho anh em mình gác máy chút xíu nha để ra quay phim vô ăn cơm chung với anh em mình cái rồi anh em mình sẽ chia sẻ tiếp cho tất cả các bạn cùng xem các bạn đừng dừng màn hình và đừng chuyển kênh anh em mình sẽ quay lại ngay nha các bạn. Các bạn ơi, thì anh em mình cũng cơm nước no nê rồi nha các bạn. Bây giờ thì anh em mình xin phép chào cả nhổ đẹp gái vậy. Lông bự vậy. Lông nhổ. Ủa lông cái mạc luôn lông. Đây là lông. Ông lông. Đây là phải lông luôn. Tao thử rồi mới biết. Dưới á. Sao chỗ này có con lõm kìa chị. Nè. Đâu muốn cho lõm này lõm gì á? Cái mỏ rồng. Dưới á. Lông mũi con rồng là lông hàm lông. Ừ.
Thì anh em mình cũng cơm nước no nê các bạn. Anh em mình xin phép tắt máy quay, anh em mình cùng nhau đi ngủ nha, để lấy đầy đủ sức khỏe để sáng ngày mai anh em mình chinh chiến tiếp ngày thứ ba nha. Thì các bạn xem được clip sinh tồn của anh em mình. Nếu thích clip sinh tồn thì các bạn hãy nhấn tặng cho anh em một like để anh em mình làm động lực nha bạn. Thôi bây giờ chúc cho toàn thể tất cả các bạn ngủ ngon bên gia đình và người thân nha. Còn bây giờ chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào sáng sớm ngày mai. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào sáng sớm ngày mai nha. Bye bye, bye, bye. Bye, bye.